Trước và sau Tết Nguyên đán, Lào Cai liên tục chịu các đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm rét hại, đặc biệt ở các vùng núi cao. Để chủ động bảo vệ cây trồng vật nuôi, nhất là đảm bảo cho vụ xuân thắng lợi, bà con nông dân tại các địa phương trong tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Gieo 9 cân thóc giống sánh củ, diện tích mạ của gia đình anh Phan Văn Mười ở thôn Làng Pẳn, xã Quang Kim đã lên xanh tốt. Chỉ ít ngày nữa có thể đem đi cấy. Để có những cây mạ khỏe mạnh như thế này, anh Mười đã có sự chuẩn bị chăm sóc chu đáo từ khâu làm đất, ủ thóc giống và nhất là thực hiện các giải pháp để phòng chống rét. Tôi gieo từ cái hôm 16 tháng 12 rồi thì tôi cảm thấy thời tiết không đảm bảo, tôi lấy bi lông phủ cho nó an toàn, chống chim này, chống chuột này, chống sương này. Trước khi cấy mình tháo bi lông ra tầm một tuần mình mới nhổ, dỡ ra mình nhổ luôn là sẽ chết. Vụ xuân năm nay, xã Quang Kim cấy gần 90 hectare lúa. Để đảm bảo khung thời vụ, cán bộ khuyến nông thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nhân dân các kỹ thuật phòng chống rét, sâu bệnh hại mạ và khẩn trương thu hoạch hết cây màu để hoàn tất khâu làm đất, cấy lúa. Cán bộ hướng dẫn ủ ấm cho mạ thì trước khi gieo mình rắc ro, dùng bạt ni lông để che. Mạ đang lên rồi, cũng ra kiểm tra thường xuyên để giữ nước dưới chân mạ. Bố trí mạ được tốt rồi thì là cái khâu vận động bà con là thu nhanh cái cây diện tích cây vụ đông và trong đó thu đến đâu làm đất đến đấy để làm sao là ấm lên một cái là chúng ta có thể là cấy được hết cái diện tích lúa năm 2023 của toàn xã. Ứng phó với thời tiết rét đậm rét hại kéo dài, người dân vùng cao Lào Cai cũng đã tăng cường các biện pháp bảo vệ đàn gia súc. Thay bằng chăn thả, gia súc đã được nuôi nhốt. Ngoài cỏ, bổ sung thêm cám, bột ngô và nước muối để giữ ấm, tăng sức đề kháng cho trâu bò. Rét thế này không dám thả trâu bò tự đi kiếm ăn. Nhà lúc nào cũng dự trữ đầy cỏ voi, không để nó bị đói. Cho nó ra ngoài ăn một lúc, lại lùa vào chuồng. Hôm nào rét quá thì phải đốt củi sưởi ấm cho trâu bò. Chủ động phòng chống rét cho cây trồng vật nuôi, bảo vệ sức khỏe cho người, nhất là người già và trẻ nhỏ là nhiệm vụ quan trọng hiện nay ở các địa phương, nhằm đảm bảo an toàn, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và của do rét hại gây ra.